Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay kênh video của Trọng Nhà Thờ, đơn vị chuyên thi công nhà thờ họ tư đường bằng gỗ, bằng bê tông giả gỗ, xin gửi tới quý vị và các bạn một cái mẫu nhà 3 gian bê tông với kích thước là 3 gian 8,5 m, lòng nhà là 6,8 m, 6,9 m, hiên là 2 m. Ngôi nhà được sử dụng toàn bộ hệ kết cấu bê tông cốt thép, có cột hiên là bằng đá xanh, bậc cấp cột ống trụ bình hai bên cái phòng bằng đá xanh. Ngôi nhà được xây dựng với quy mô 3 gian 5 bậc thì với cái kích thước ưu tiên cho cái lòng nhà, để lòng nhà lên 6,9 m thì cũng là một cái lòng nhà rất là rộng, và các bạn có thể thấy là cái tỷ lệ của ngôi nhà cũng rất là đẹp, hài hòa cột đá và cột ống trụ bằng đá tạo vẻ khỏe khoắn bề thế. Toàn bộ hệ kết cấu và sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, sau đó sơn bạt giả gỗ, mái lợp ngói mũi sò, nền là lát gạch đỏ. Đây là một quá trình hoàn thiện thô, thì sau khi xong đoạn này thì sẽ là hoàn thiện phần sơn và phần cửa. Thì xin gửi tới quý vị và các bạn một số các hình ảnh đang trong quá trình hoàn thiện, quý vị và các bạn theo dõi. Vừa rồi là một số các cái hình ảnh về ngôi nhà 3 gian mà đơn vị Trọng Nhà Thờ đang thi công. Ngôi nhà có kích thước là 8,5 m, 3 gian, lòng nhà 6,9 m, hiên 2 m, toàn bộ là sử dụng đá xanh và kết cấu bê tông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để xem những video mới hơn và ủng hộ kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa. Xin cảm ơn.